Sau loạt ảnh thân thiết đầu năm, Cao Thái Sơn đã bất ngờ cầu hôn người đẹp 9X. Mới đây trên trang cá nhân, Cao Thái Sơn đã bất ngờ đăng tải hai đoạn clip cầu hôn với Angela Phương Trinh. Kèm theo dòng chia sẻ, lấy video này làm bằng chứng, sinh con trai trước, con gái sau nhé bạn. Đằng ấy. Theo đó, giọng ca Con Đường Mưa cho biết vừa đáp chuyến bay về thành phố Hồ Chí Minh và đã tự vào bếp để nấu món ăn chay, mời người yêu cũ ăn tối. Sau đó cả hai đã có màn cụng ly xong bữa ăn. Cao Thái Sơn đã ngại ngùng trước lời trêu chọc của mọi người khi mời rượu cầu hôn Angela Phương Trinh. Nam ca sĩ 8X cho biết nếu cô đồng ý thì uống hết, còn không đồng ý thì nhấp môi. Angela Phương Trinh đã uống hết ly rượu trong tiếng hò reo của những người có mặt. Bên cạnh đó, diễn viên 9X con chàng khẳng định một câu: em với anh sẽ sinh con trai trước con gái sau. Sau khi Angela Phương Trinh uống cạn ly, cả hai đã ôm nhau trong tiếng vỗ tay của mọi người. Trước khi đó, khi phát sóng trực tiếp cảnh nấu ăn bên người đẹp 9X, Cao Thái Sơn đã bày tỏ tình cảm của mình đối với đối phương. Nhà này có đủ tình cảm để đón bé Trinh về không? Ở nhà Sơn đã chẳng có gì ngoài tình cảm cả. Tình cảm luôn nong đầy. Mỗi tội không biết người có tấm lòng về chung không thôi. Nghe như vậy, Angela Phương Trinh đã cười tít mắt. Ôi thật là ngọt ngào quá đi ạ. Tương tác thân mật của hai ngôi sao nổi tiếng đã khiến người hâm mộ dần dần đẩy thuyền và gửi nhiều lời chúc đến cặp đôi. Đáng chú ý, khi có một người bạn thân thiết chúc mừng Angela Phương Trinh, cô đã cho biết bản thân đã mắc cỡ nhưng rất thích. Thế là sau bao nhiêu năm yêu thương quay về lại thật sao? Đẹp đôi quá, chúc mừng anh chị. Trai tài gái sắc là một số bình luận của cư dân mạng. Cao Thái Sơn và Angela Phương Trinh đã từng đóng chung một MV Yêu Thương Quay Về 13 năm trước. Sản phẩm này đã từng làm dậy sóng tất cả các xếp hạng âm nhạc thời điểm đó. Thời gian gần đây, người hâm mộ đã không khỏi bất ngờ trước khi thấy cả hai hội ngộ thân thiết bên nhau. Cao Thái Sơn vẫn còn gọi cô là người yêu cũ của mình. Giọng ca gốc Huế cũng đã chính là người đã giới thiệu cho bà mẹ nhí ngôi nhà 15 tỷ đồng cô vừa tậu về để đầu tư cách đây vài ngày. Từ khi họ chọn cách sống tụ tập sau nhiều ồn ào trong quá khứ, Angela Phương Trinh đã không hẹn hò với bất kỳ một ai. Qua những chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy cuộc sống của diễn viên 9X quanh quẩn ở việc tìm hiểu các kiến thức về Phật pháp, ăn chay trường, đi làm công quả và quản lý quán chay gia đình. Cô cũng không còn xuất hiện với các sự kiện giải trí. Angela Phương Trinh đã chuyển sang ăn mặc kín đáo và khác hẳn so với trước đây. Chính vì như vậy, việc người đẹp Sài Thành đã xuất hiện bên Cao Thái Sơn và cầm micro hát song ca với những ca khúc về tình yêu đôi lứa khiến cư dân mạng bất ngờ. Kể từ khi họ chọn ăn chay hướng thiện, đây là lần hiếm hoi mà khán giả thấy được hình ảnh tình tứ của cô bên một người đàn ông.